Có cả trường hợp uống nhầm thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu dẫn đến tổn thương nặng nề, thậm chí nguy kịch tính mạng. Các bác sĩ phải cho thở máy, lọc máu liên tục. Tình trạng trẻ ngộ độc tại nhà chủ yếu do người lớn chủ quan, để thuốc hoặc hóa chất ở nơi không an toàn. Trường hợp ngộ độc thường gặp ở trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Đây là nhóm tuổi tò mò, thích khám phá mà chưa phân biệt được các loại hóa chất độc hại.